Em xin chào Thầy Thuần và tất cả mọi người. Em là Hoàng Anh. Em xin trả bài ngày thứ 22 trong chuỗi 30 ngày rèn luyện trí nhớ. Ghi nhớ 18 từ khóa. Rồi và ngược, em xin được bắt đầu. Đèn pin, quạt máy, bàn trang điểm, máy pha cà phê, máy bay, bát xanh, máy nước nóng, máy tạo ẩm, lò nướng, tủ quần áo, đôi giày, điều khiển từ xa, ống thổi, đèn sưởi, lý thủy tinh, đèn máy cây, máy chiếu, tủ sách. Em xin đọc ngược lại: tủ sách, máy chiếu, máy cây, lý thủy tinh, đèn sưởi, ống thổi, điều khiển từ xa, đôi giày, tủ quần áo, lò nướng, máy tạo ẩm, máy nước nóng, bát xanh, máy bay, máy sấy cà phê, bàn trang điểm, quạt máy, đèn pin. Em xin hãy